Vâng, và xin chào tất cả các bạn khán giả của Hiếu Béo, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Far Cry Primal. Ok, vẫn như thường lệ thì mình cũng không có gì nhiều Mình để chưa. nói lắm ở cái đoạn intro này. Vẫn là chúng ta vẫn sẽ phải làm nhiệm vụ. Và mình cứ tưởng là thằng Đai nó hết nhiệm vụ rồi chứ. Hóa ra là vẫn còn à. Hóa ra là vẫn còn nhiệm vụ cơ. Chú làm anh hơi buồn một tí đấy. Nhưng mà thôi, lần này thì mình sẽ làm nhiệm vụ của NPC khác. Chứ không thì một NPC mà cứ dính dính chặt với nhiệm vụ của nhau quá. Và mình sẽ làm một cái nhiệm vụ của, không phải mình sẽ làm nhiệm vụ của NPC mà mình ít gặp nhất. Mình nghĩ là mình đã có đối tượng rồi. Để mình chạy lên cái. Khổ cái mỗi lần mà vào game cái lại phải tìm NPC làm nhiệm vụ. Bây giờ mình cảm thấy game này nó hơi giống thiên hướng kiểu RPG. Ủa, cái ông già, cái ông ở đâu ta? Đây rồi. Đấy, lâu lắm rồi chúng ta không làm nhiệm vụ của ông già này. Để xem ông già Uka ông có nhiệm vụ gì cho chúng ta nhá. Ura snagu bauga. Ha faran parkon shwada. Su. Ha na wa kwarbi tati cha. Na kwarbi baluga snagu ai. Ok, và có thể xem một cái đoạn cutscene khá là hài hước của ông Oka. Ông ấy định chế cho chúng ta một cái móc để chúng ta có thể trèo leo, nhưng mà rất tiếc nếu như các bạn có nhớ thì ngay ở những cái tập đầu của game thì chúng ta, khi mà chúng ta vào hang của ông Oka, chúng ta đã nhặt được cái móc của ông ý sẵn rồi. Cái móc này còn thậm chí còn xịn hơn cả cái mà ông chế cho chúng ta nữa. Chúng ta có nhiệm vụ là phải đến, coi nào, đến một cái địa điểm nào đó trên bản đồ, tới cái Eagle Cliff. Theo mình nghĩ cái Eagle Cliff là kiểu như là cái vực mà mấy con đại bàng nó hay đậu, và chúng ta phải kiếm lông đại bàng. Cái nhiệm vụ này thì mình chưa có làm bao giờ. Mình chưa có biết cái lông đại bàng trông nó như thế nào cả. Ok. Chúng ta sẽ để con nào. Rồi. Trông này nó xa phết đấy. Rồi ra thử. Thì cái lông đại bàng này nó sẽ giúp chúng ta chế những cái công cụ mới. Nếu mà theo như lời của ông Oga ông nói, let's go. Ok. Coi nào. Mình lại cưỡi báo đi. Cưỡi hổ chứ. Ôi trời, sao tại sao mà mình luôn bị nhầm giữa báo và hổ? Hổ báo, báo hổ, hổ báo, báo hổ. Tại sao cứ nhầm hoài vậy trời? Và từ từ đã, ở đây có một cái nhiệm vụ nhỏ. Đơn giản vậy thôi. Ra giết thằng xong. Mình phải nói thật, thành thật với các bạn là mình mới ngủ dậy. Đấy. Như các bạn thấy mấy mai mình làm cũng liên tục luôn. Cái giờ giấc của mình nó cũng không được đồng đều cho lắm. Khi mà mình rảnh rỗi cái kiểu edit rồi upload video xong thì mình có thời gian mình cũng đi ngủ. Và rất tiếc là mình đã ngủ hơi quá giấc một tí, nó hơi lệch đồng hồ sinh học, vậy nên là mình dậy mình có hơi mệt một tí. Cái giọng mình đúng kiểu giọng mới ngủ dậy luôn. Nếu như mà các bạn tinh ý thì có thể nghe phát ngay từ đầu là biết là mình mới ngủ dậy. Ôi, nên là mình sẽ cần phải có một vài pha xử lý ngu người tí để cho nó tỉnh. Giả dụ như thế này đó, đó thấy chưa?
cứ phải một có một vài pha ngu xuẩn ngu học kiểu này nó mới tỉnh được. Hello anh bạn. Khiếp. Tít ở đây quá. Mẹ xa thế. Mày lão. Lão chó. Nào các chú giúp anh tỉnh đi nào. Mạnh mẽ lên tí, mạnh mẽ lên. Kém quá. Nhõi thần. Mình đi ở đây coi có hướng lên không. Mặc dù là chúng ta trải qua cùng nhau rất nhiều tập rồi, nhưng mà cứ mỗi lần mà tìm đến mấy cái chỗ trên núi này thì mình cứ như là người mới. Đấy. Vẫn mình cứ như người mới vậy. Mình chả nhớ lên đoạn nào. Mà tính mình cũng như kiểu don't give a shit cho lắm. Don't give a fuck, don't give a shit. Shit. Vả mông nó. Vả nó. Đúng rồi. Chết mẹ đấy. Láo. Ôi. Sao ở cái khu này lắm bọn ấy nhở. Lắm bọn Udam nhở. Trốn cái quái. Mày nghĩ sao một thằng cưỡi hổ, một thằng đi bộ mày chạy được khỏi anh. Rồi. Cút đi. Mấy con chim đáng ghét. Có lẽ chăng là chúng ta. Ôi. Oh wow, Pum Pepper. Cái gì vậy? Tỉnh rồi đấy. Anh tỉnh rồi đấy, các chú. Má. Các bạn thấy không? Nhiều lúc cuộc đời nó chúng ta chỉ cần gọi là cư xử cho nào cho thẳng thắn chứ không cần phải vòng vèo. Một bài học của Far Cry Primal. Mình cứ nghĩ là chúng ta phải đi vòng vèo như thế nào mới lên được núi, ai ngờ đi thẳng phát tới mẹ luôn. Rồi, chúng ta phải dùng cái grappling claw trèo lên. À, cái lông này thuộc dạng lông hiếm. Đây là sẽ phải cần cái sự kỳ công nào đó. Này, Assassin's Creed. Trèo chiềng. Đây rồi. Mấy con hàng đại bàng đâu rồi. Ui ở đây nhiều ghê. Có cách nào mà ở đây rồi. Ui nhiều quá. Một cái. Mẹ. Ôi ôi ôi. Bút ra. Mày. Con ôn này. Nhìn ghét thế. Đây đây đây. Con này mê. Để mình đổi cung này, tốn quá. Tốn cung ghê. Trong này có gì không? Hay là phải ra ngoài này săn? Ủa đây hết lối rồi. Bốn cái lông hiếm. How to chơi. Mày. Ui dồi. Ôi. Nhiều ở đây nhiều chim thế. Nào. Mẹ đây. Mấy con khốn khổ khốn nạn đâu rồi. Ghét chúng mày lắm. Nào con nào định bay vào đây. Đủ bản lĩnh bay vào đây. À. Thế là không cần bắn à. Điên nha. Bắn ngoài nha. Lầy mẹ tao giết hết nha. Đừng để anh bật hack lên. Anh bắn. Lấy súng anh bắn. Lại hỏi vì sao. Anh hiểu vui tính. Không biết đoạn này có đu được không.
Nào đu nào. Cố lên. Cố lên. Ui dồi ôi. Đoạn này có vẻ khó đấy. À ok. Xong được. Ơ xong được ta. Đu nào, mạnh lên. Đúng rồi. Oh yeah. Oh yeah. Đúng rồi. Woo! Người nghẹn. À Spider-Man bro. Mày đu cái đây sợ mày đây. Sợ ngã mày đây. Nào come on. Ôi có thằng nào chết dưới này đây. Kinh vãi. Nào come on Spider-Man. Woo. Ôi ôi. Toái ở mồ hôi tay. Chế ở mồ hôi đít. Kinh quá. Em sợ độ cao lắm mấy anh trẻ ơi. Đừng có thử thách em với cách này chứ. Ba cái rồi. Cái cuối cùng lúc nào ông là khai có cái khó nhất. Đúng không? À, 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 biết đi. Mày, tao ghét mày nhá. Tao ghét mày rồi nhá. Mày nhá. Mày nhá. Lầy với đại ca. Đâu, có con ôn nào nữa. Chết rồi. À đây, này, lên đây, lên đây. Mấy con chim mày nó lầy nhầy nhây. Vậy đây. Khó hết cả chịu. À. Mày. Cút đi. Bốn cái chưa. Đấy đấy đấy. Kiểu gì số nhỏ 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 nó cắn được cái lại ngã xuống thì đẹp. Rồi. Nhảy nhảy xuống. Kinh quá. Để thử phát xem nào. Kinh vậy đây. Đau tim quá. Gì đây? Cắn bố này. Cắn bố này. Rồi xong rồi. Rồi bây giờ mang về trả cho ông Kiên nhá. Đơn giản vãi. Quất. Lão già cho tôi nhiệm vụ hơi nguy hiểm đấy. Lần sau lão tự đi mà lấy nhá. Mai gà cái gì? À, ok, chúng ta đến với nhiệm vụ tiếp theo của ông này. Đó là ông ấy kể về chúng ta là việc bị bọn Udam nó đánh đập và nó chặt làm nào nó làm cách nào đó ông này bị bọn Udam nó chặt mất cánh tay, chặt mất một cái nửa. What the fuck, các bạn có thể gọi là cái gì cũng được mà nó chung bị cụt nửa cái cánh tay ấy. Và ông ấy, quan trọng nhất là ông này ông ấy bảo ông bị cướp mất mấy cái đống kiểu nói nhà kiểu scrap là kiểu sắt vụn ấy. Nhưng mà trong trường hợp này không phải sắt vụn, nó kiểu mấy cái miếng mà chúng ta dùng mấy cái miếng đấy để xây, để chúng ta làm thành một cái bức tượng. Thế là nó là kiểu trước cái bức tượng thì nó có nhà, nó là như thế. À, để mình coi nào. Đấy, hiện tại chúng ta đã craft full kỹ năng, à quên, full craft ở đây rồi. Cũng là điều dễ hiểu thôi, vì mình chơi cũng hai mấy tập rồi. Như thế này, nâng cấp thế này là muộn ấy. Bây giờ chúng ta phải đi giết bọn Udam và lấy lại cái scraps cho ông này để ông có thể xây, ông muốn làm một cái tượng cho Wencha chúng ta. À mình nhớ ra, scraps nó cũng có, các bạn có thể gọi sắt vụn là đúng. Nhưng mà mình nghĩ trong trường hợp này gọi là cái phế liệu, đúng rồi. Phế vật liệu, đồng nát, đồng điểm đó. Đây chúng ta có một cái nhiệm vụ ở đây. Tới thôi. Gì chứ, cứ nhiệm vụ mà liên quan đến bọn giết Udam là mình cực kỳ khoái. Bởi vì mình chơi theo kiểu Rambo, phải không? Cái kiểu chơi của mình thì kiểu nhảy phát Rambo lao ra, có rất nhiều bạn phản ánh. Nhưng mà mình nghĩ cái kiểu này chơi rất là vui. Mời các bạn thử nghĩ mà xem. Game nó cho chúng ta nâng cấp đồ đạc, đúng không? Chim to đùng rồi, bây giờ đi stealth, 3 cái stealth làm deck kìa.
Bây giờ dụ bảo mình yếu. Mình yếu quá. Bây giờ chắc phải stealth mới qua được. Đấy, cần những cái màn chơi khó khó. Chúng ta stealth hoặc được kiểu mình, các bạn thấy mình rất là mất công, mình đi cày cuốc các thứ, bây giờ tự nhiên bắt stealth ai người ta chịu. Các bạn mình stealth cũng không được giỏi cho lắm. Ừ? Cái con heo này nó mới. Rồi chúng ta đến với nhiệm vụ The Lost Totem. Bức tượng bị đánh mất đúng không? Chắc tụi in. À, người ta sẽ phải đánh dấu những cái thằng, đánh dấu những cái thằng mà nó ăn cắp cái tượng. Để mình kêu chim đã. Úi rồi. Ít gớm. Điểm danh qua đã 6-7 thằng rồi. À, thấy một thằng rồi nhá. Đấy, các bạn thấy nó hát hét gì không? Maria. Ozawa Maria. Rồi. Ba thằng tất cả, trời ơi. Chúng ta có nhiệm vụ là giết và loot lại mấy thằng này. Úi dồi ôi. Bình tĩnh thôi chú. Cái gì mà căng thẳng thế? Rồi, rút kinh nghiệm tí. Lần này để mình quất mấy thằng ném. Mấy thằng ném có ở đây không nhỉ? Giết mấy thằng ném. Nhìn mấy thằng ném có chịu cực. Có không? Có à? Có thôi, quất random vậy. Quất thằng ở trên nhá. Mày cao hơn tao, tao phải quất mày. Ủa, sao không quất được? Chết cha mày. Chết cha mày. Chết cha mày. Chết cha mày. Lên em mẹ. Đâu rồi? Quất đi. Mày. Hốc ai? Hốc ai? Hốc ai chạy đâu? Con hàng. Ôi, mấy thằng kia nó chạy à? Trời ơi. Cái gì vậy trời? Bộ tộc Udam thế này ấy à? Udam gặp anh là chạy hết à? Anh là quen cha. Anh là quen cha. Hiểu không? Anh giết người không phải là vì gì, anh giết người để lấy vui. Mấy thằng khắm lọi, toàn mấy thằng cầm. Ôi, nó chạy nhanh nhỉ. Đừng để anh phải lấy báo, anh đuổi các chú. Bây giờ khôn hồn thì chạy chậm lại một tí để anh cho anh đuổi kịp. Đúng không? Thằng này mày đào ngũ à? Mày không chiến đấu vì dân tộc của mày. Mày rất đáng để chết, nhưng mà không phải dưới tay tao. Chết cha mày chưa? Còn những thằng này nó, chúng nó đánh như những người đàn ông đúng không? Thì chúng nó sẽ chết như những người đàn ông. Nghĩa là bị thợ săn đẹp trai nhất vũ trụ giết. Úi à. Ra đây các em. Ra đây các em. Đúng rồi. Chết như một anh hùng đúng không? Bị ong đốt. Úi xôi. Láo. Chết chưa? Láo con hàng. Lút đi. Rồi, một cái. Rồi mấy con hàng. Ôi, chết sạch rồi. Không ngờ mình khỏe thế. Trời ơi. Xong chưa? Trời ơi. What the fuck, cái nhiệm vụ kiểu gì này trời. Nhanh vậy. Nhanh vậy luôn. Các bạn thấy không? Giờ khỏe quá. Gì nó cũng đơn giản. Cái này không phải là mình nói của khen mình nhá. Cái này ai chơi mà khỏe thì nó cũng sẽ bá đạo như thế. Các bạn chơi mà khỏe kiểu nâng full kỹ năng, full crap kiểng, nó các bạn sẽ bá như thế này. Bánh có tí chết mẹ cả dân nữa. Chết bố cả làng. Hình như còn mấy thằng nữa. Đúng không? Cái gì đây? Hét hét cái gì đây? Đêm khuya mới không để cho người ta ngủ. Hét hét cái gì? Thằng này nữa. Thằng này nữa. Hết chưa? Nào thằng nào. Ôn nào ban đêm để nó xiên cho phát nữa. Trời ơi.
Apa? Apa? Custva d'asta. Kakura, Piki, Udam Hazar. Twanta sai wadaha, darwa vai. Dasta. Bar, winja shai wai. Smaigama. Winja damja. Ok, và đừng có nói với mình là ông này hết nhiệm vụ nhá. Mình nghĩ là chắc game nó cũng lại lừa chúng ta, kiểu nó trick chúng ta giống cái đợt chúng ta làm nhiệm vụ của thằng Đa thôi. Ai ngờ với thằng Đa vẫn có nhiệm vụ này này, chứ không phải không có đâu. Nhưng mà thôi, hãy dẹp tạm sang một bên nhiệm vụ của Đa đã. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc cái tập này tại đây. Mình biết là nó hơi ngắn, nhưng mà mình muốn mỗi tập kiểu như kể từ lúc mà chúng ta giết xong thằng U, thì mình muốn mỗi tập là sẽ nghiêng về một NPC hơn. Như vậy thì nó sẽ đỡ bị loạn nhiệm vụ. Và các bạn cũng biết là kiểu, các bạn cũng sẽ phân biệt được là cái tập nào là của nhiệm, cái tập nào là nhiệm vụ của NPC nào. Đó, mình muốn dễ dàng hơn cho cả mình lẫn các bạn. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái nhiệm vụ của các NPC còn lại ở trong những cái tập sắp tới. Và hy vọng là mình vẫn sẽ chơi ngon và không có ngáo mấy như tình trạng hiện tại chẳng hạn. Ok, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi, và hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình trong cái khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.